cả nhà đã quay trở lại với kênh của Twin Vlog. Sau khi đi chợ hải sản sớm lưới xong, mình sẽ về ăn hải sản. Và tối mình sẽ đi khám phá ẩm thực Vũng Tàu nha. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Bây giờ ba chở cả nhà đi ăn khuya nha cả nhà. Tối nay mình sẽ ăn món mì sủi cảo ở tiệm mì Thượng Hải.
tối nè, mình lên đèn nè. Chào buổi sáng cả nhà, hôm nay bé chị với bé em dậy hơi muộn, 6 giờ rồi nên mặt trời lên cũng lên khá cao, mà có thể thấy được trấn vịt muối. Rồi lên này. Đúng rồi. Lên cao rồi. Sáng kìa. Đúng rồi. Cao rồi kìa, sáng rồi. Sáng rồi. Nó vừa sáng kìa. Hôm nay đi chạy quá. Nên là không biết học vịt muối rồi cả nhà ơi. Bé muốn trà sữa. Đúng. Nhỏ này. Mẹ đi. Dưới. Dưới nhúng chân vô nước. Mẹ về. Về mẹ vô. Ôi mẹ nó cầm, mẹ em cầm đi. Đẹp quá ha. Sáng thì bây giờ là mấy giờ ta? 6 giờ 7 phút rồi. Thử bây giờ mình ăn đỡ để cho đỡ đói ở nhà. Rồi mua chi chắc số bây giờ cái chị mới ngăn chi không có bị đỡ đời bị mặn luôn. Em trắng kem nè, để có mẹ ý. Mẹ có mẹ ý sức kem nè. Sức kem sáng thôi, chút mình ăn sáng rồi mình ăn cỡ đỡ một cục mì thôi.
bông trứng hú và xé cá hồi mà vô. Mua thêm nước suối nữa. Chị có mua trà sữa không? Mua chai trà sữa uống. Sữa hô đông lại. Bây giờ gia đình của mình đi ăn quán hủ tiếu mật ở Ông Già Cali. Ở đây mình thấy cái tiệm vòng vòng, thấy có mấy quán giống vậy luôn. Con qua bên bán ngọt thôi. Rồi ăn xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình gia đình mình đi về.
tôm, nãy giờ ăn được mấy con tôm rồi. Mấy em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em đã xem hết video. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ.